Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt Light Novel Tencent Slam trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, lúc này ở Ruberius, đội quân của Dark Reel đang chiếm ưu thế trước các quân đoàn do Sion, Adamant và Roy dẫn đầu. Trong tình thế hiểm nghèo đó, Adamant quyết định một lần chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ. Ông leo lên lưng người đẹp Wendy, sau đó lao thẳng ra chiến trường. Wendy cũng nhiệt tình giải phóng yêu khí của mình ra, dính phải nó thì một người bình thường sẽ chết ngay lập tức. Adamant ngầu lòi từ trên cao nhìn xuống chiến trường, sau đó lạnh lùng tung ra một bí thuật cải tiến của ma pháp tử linh, thứ được gọi là sáng tạo quân đoàn bất tử. Đây là bí thuật bị cấm của ma pháp tử linh do Adamant nghiên cứu. Ông ta rất thích nó nên đã đặt tên ma pháp theo tên quân đoàn của mình. Ma pháp này sẽ đem đến hiệu ứng siêu đặc biệt là biến những người chết trong phạm vi ảnh hưởng, cả địch lẫn ta, thành những tử giả binh sĩ trung thành tuyệt đối với Adamant. Nó thậm chí có thể tái cấu trúc lại lõi của người chết. Thế nên hiện giờ với việc dùng tử linh kỵ sĩ làm lõi, những binh sĩ hai cốt bị tiêu diệt trước đó đang dần bắt đầu gom lại với nhau. Ngay cả đám cự nhân đã chết và đám binh lính vẫn còn hoạt động cũng kết hợp lại với nhau để tạo ra 2.000 tử linh kỵ sĩ khổng lồ. Vũ khí ma pháp đám tử linh kỵ sĩ mini sử dụng trước đó thì nay bao phủ quanh cơ thể mới cao hơn 4m. Dùng tử linh kỵ sĩ khổng lồ đấu với cự thần, đúng chuẩn cơm mẹ nấu luôn rồi. Adamant đã đoán trước tình huống này nên nghĩ ra một bí thuật đáng sợ như vậy, một đỉnh cao trong nghiên cứu của ông ta. Sion tròn xoe con mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Không thể ngờ Adamant lại nắm giữ một quân bài quan trọng đến vậy. 2.000 tử linh kỵ sĩ khổng lồ mạnh đến mức vượt qua cả Rang A. Nó sẽ là nguồn chiến lực cực lớn bổ sung cho lực lượng đang thiếu hụt lúc này. Thậm chí Rai còn phải nói chưa bao giờ cảm thấy may mắn như lúc này vì có nhóm Sion là đồng minh. Bất ngờ chưa Rai, nhưng kịch hay từ Thambass còn nhiều lắm. Chiến trường lại thêm một lần nữa đảo ngược tình thế. Đội quân của Adamant bắt đầu chuyển sang trà đạp lại đám cự nhân. Tử linh kỵ sĩ khổng lồ là bất tử, dù bị nghiền nát hay tiêu diệt thì chúng vẫn có thể sống lại dưới năng lực của Adamant. Hai bên giằng co nhau rất khốc liệt, bằng cách nào đó bên cự nhân vẫn chưa bị đánh bại. Lý do là con số 1.000 cự nhân cao cấp trong báo cáo là sai, vì phía Dark Reel có đến 2.000 binh sĩ cao cấp lận. Cũng giống như lần trước, nếu không tạo ra vết thương chí mạng thì chúng sẽ nhanh chóng hồi phục bằng tái sinh siêu tốc. Theo một cách nào đó, binh đoàn cự nhân cứ như bất tử vậy. Cứ thế 2.000 tử linh kỵ sĩ khổng lồ và 2.000 chiến binh cự nhân cao cấp giằng co với nhau. Hai bên đều bất tử theo cách của riêng mình, từ đó khiến tình thế rơi vào bế tắc. Nhờ Adamant, nhóm Sion có thêm chút thời gian để thở. Thật ra người nhẹ nhõm nhất chính là Adamant vì bí thuật kia đã thành công ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Ông ấy không nói về nó trước là để mọi người không đặt kỳ vọng nhiều. Lỡ may kiểu tin bạn hết mình, bạn chơi lại hết hồn thì toang. Roy thì bắt đầu nhớ về ngày xưa. Anh ta tiếc nuối vì thất diệu lại ngu ngốc đến mức để vụt mất một tài năng như Adamant. Hồi đó Adamant và Albert cực kỳ nổi tiếng. Họ một người là thiên tài ma pháp thần thánh và cũng là một tổng linh mục, một người là thánh kỵ sĩ mạnh nhất mọi thời đại. Cả hai đều có đủ tiêu chuẩn trở thành dũng giả, nhưng lại không có được quả trứng dũng giả. Dù vậy họ vẫn đạt đến cấp độ tiên nhân, nếu không có chuyện gì xảy ra, họ sẽ sớm lên được thánh nhân. Tuy nhiên, người ta thường nói chữ tài đi chung với chữ tài một vần. Sự tài năng của họ đã thu hút sự chú ý của thất diệu lão sư. Chúng ghen tị và muốn trừ khử nên đã lén lút hành động sau lưng Luminous. Chúng sợ rằng nếu cứ tiếp tục để Adamant lẫn Albert phát triển thì họ sẽ đe dọa đến địa vị của chúng. Thế là một cuộc thanh lọc thảm họa tử linh trên quy mô lớn được tổ chức. Chúng chuẩn bị sẵn một con hổ nhục long rồi lệnh cho Adamant và Albert đến đại sơn lâm Jura để chinh phục. Họ vui vẻ chấp nhận rồi đã không bao giờ trở lại thánh đô thêm một lần nào nữa. Cuối cùng người ta cho rằng họ đã chết. Không một ai tưởng tượng, kể cả là Luminous cũng không thể nghĩ ra họ vậy mà rơi vào tay của Karajim. Rồi sau đó lại về dưới trướng của ma vương Rimuru. Cuộc đời đúng là lắm khúc cua mà. Cái mà Luminous và Roy đều thấy tiếc là đã để mất đi những anh hùng tài năng như vậy. Lúc này thì một trong hai người anh hùng, Albert vừa mới rút thanh kiếm của mình ra. Hồ, người đó là thuộc hạ của Adamant phải không? Nhìn từ xa cũng thấy được là một chiến binh đắc lực. Sion đã thốt lên đầy ngưỡng mộ khi thấy Albert. Cả ba đứa con của Dark Reel cũng đồng ý về điều đó. Khi chinh phục Mekong, ba người họ vẫn thường đối đầu với Albert nên thừa hiểu sức mạnh của anh ta. Nhưng liệu có ổn không khi Albert đang đấu tay đôi với Grassworth? Trận đấu này rất khó mà nói trước được ai sẽ là người chiến thắng. Ồ, tên đó có vẻ mạnh đấy, cự nhân mà cũng có người xài kiếm sao? Nghe vậy, ba thanh niên kia nhanh mồm nhanh miệng đưa ra thông tin đầy đủ về Grassworth cho Sion. Nào là em trai của Dark Reel, phó chỉ huy của binh đoàn cự thần bị xích và từng là sư phụ của họ. Grassworth có sở trường dùng kiếm và cũng là một trong những người mạnh nhất trong đội quân. Dù lượng ma tố của ông ấy không là gì khi so sánh với Dark Reel, nhưng trình độ kiếm thuật thì lại vượt trội hơn hẳn. Xét về mặt bằng chung trong cự nhân tộc thì Grassworth là người có lý trí và ôn hòa. Dark Reel cũng là người như vậy, nhưng người ta vẫn phải khiếp sợ vì tai tiếng, cơn cùng nộ lục địa của Dark Reel trong quá khứ. Hiện giờ thì Grassworth đang tích cực giao chiến với Albert. Hắn cao hơn 2m nhưng lại có lối di chuyển rất linh hoạt. Hai tay hắn nắm chặt thanh đại kiếm và đang không ngừng vung nó về phía Albert. Anh ấy vẫn bình tĩnh trông đỡ trước cái uy lực kinh người đó. Grassworth tuy cao đấy nhưng về trình độ kiếm thuật thì ngang với Albert. Vậy nên như một dòng nước mềm mại, Albert nhẹ nhàng đỡ đòn rồi nhảy múa để ăn miếng trả miếng cực kỳ ác liệt. Điều đó khiến ba thanh niên con trai Dark Reel lắc cả mắt lên hóng. Quả là điều bất thường khi có thể giao chiến cân bằng với người chú của họ như vậy.
Thực tế thì những đòn tấn công đầy uy lực từ Warwick sở hữu đặc tính ẩn gọi là phá hủy trang bị theo đúng nghĩa đen. Từng cú chém sẽ trực tiếp khiến vũ khí lẫn áo giáp đối phương hư hại nghiêm trọng. Albert không biết về nó và cũng không cần quan tâm vì anh ta đang trang bị một bộ giáp cấp thần thoại. Ba thanh niên con của Darkrai thì không biết gì về vụ giáp thần thoại, thế nên cứ há mồm mà kinh ngạc. Nhờ toàn sai hàng xịt như vậy mà Faison đang giữ cân bằng trước đội quân đáng sợ của Darkrai. Trong khi đó thì đám Sion vẫn đứng ngoài quan sát, cả Darkrai cũng vậy. Ông ấy sẽ sớm ra trận thôi, đến lúc đó chúng tôi sẽ ra trận. Ba thanh niên hùng hồn tuyên bố điều ngu ngốc đó khiến Sion hơi ngạc nhiên. Cô nói rằng thôi thì các chú cứ đứng sau đi, để chị đây giải quyết với ông ta. Việc của các chú là đi tiên phong với khủng bố kỵ sĩ đoàn và đảm bảo rằng không ai cản đường ta. Nghe vậy, ba thanh niên lập tức đồng ý vì biết rằng mình lỡ gáy to rồi. Có tập thêm mấy chục năm nữa cũng chưa chắc đánh được ông cha của chúng đâu. Vâng, nhưng mà xin đừng coi thường cha tôi ạ. Đó là lời khuyên hết sức chân thành chúng dành cho Sion. Trong mắt ba thanh niên thì Darkrai chẳng khác gì một con quái vật siêu siêu mạnh chúng chưa bao giờ đánh bại được. Đừng nói là chiến đấu, ba người họ thậm chí còn chẳng thể đứng vững trước bá khí của ổng ấy chứ. Đừng lo lắng, chị đây sẽ không làm gì liều lĩnh đâu. Sion nói ra câu xanh dờn như vậy mà không biết làm thế nào mới gọi là không liều lĩnh. Lúc này thì chiến trường vẫn chưa có gì biến động. Sion phân vân không biết có nên lao vào móc lốp tướng địch để khai thông bế tắc hay không nữa. Làm vậy thì thắng mấy hồi, nhưng đột nhiên có điều gì đó mới xảy ra. Một uy áp đầy bạo lực đột ngột xuất hiện. Cứ mỗi khi ánh sáng bạc lóe lên từ hướng đó thì các tử linh kỵ sĩ khổng lồ lại bị đánh bại. Kẻ đang đứng đó là một người đàn ông mảnh khảnh với cơ thể cao 3m chó chặt trong xích. Sự hiện diện của hắn vượt qua cả Darkrai, khiến toàn thân Sion nổi cả da gà. Bản năng cô mách bảo đây là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Không ai khác, hắn chính là Fen, một cựu thần mang danh là Cuồng Quyền, mang đến sự khiếp sợ khi vừa là ác thần vừa là đấu thần. Sion lập tức chú ý đến sợi xích trên cơ thể Fen. Nó lẽ nào là thánh ma phong tỏa? Từ xa xưa có một câu chuyện thần thoại được ghi lại trong những văn thư cổ. Thánh ma phong tỏa là sợi xích phong ấn một tên ác thần hung hãn trong thời đại thần thoại. Nếu câu chuyện này là thật thì chắc chắn những sợi xích đó đã hấp thụ ma tố mà tên ác thần tỏa ra và tiến hóa. Nó hiện giờ thậm chí có hiệu suất vượt qua cả cấp thần thoại ấy chứ. Một kẻ phải khủng bố như thế nào mới bị sợi xích đó phong ấn lên người vậy? Người ta kể rằng trong thời đại thần thoại, Long Đế đã phong ấn lũ ác thần. Hai trong số ba anh em đã cải tà quy chính, những người còn lại đã bị phong ấn bằng sợi xích của thần linh vì hắn quá hung bạo. Nói cách khác, cái tên Fen điên điên ngoài kia chính là kẻ đó. Và sợi xích đang trói buộc cơ thể hắn chính là thánh ma phong tỏa cực kỳ nổi tiếng. Gatora vui vẻ nói ra những lời đó mà không biết rằng nó nổi tiếng đến mức đây là lần đầu tiên Sion nghe thấy đống xích này. Và như thể chứng minh lời nói của Gatora, sợi xích đột nhiên lắc lư và rung lên như có ý chí riêng. Còn Fen, người đang mang vác thứ kinh khủng đó trên người lại cười man dợ theo kiểu vui quá đi, vui quá đi. Hắn rất thích thú khi được tàn sát như một con thú hoang như vậy. Rồi Fen đứng im trong khi các sợi xích tự động di chuyển hạ gục kẻ địch, ngay cả những kẻ trên Ranga cũng không thể cản được nó. Cảnh tượng đó khiến Sion rất ngạc nhiên. Cô nghe giang hồ đồn EP của Fen có thể so sánh với Darkrai, nhưng thực tế đang chứng minh nó có khi còn vượt trội hơn cả Darkrai ấy chứ. Đồng đội của Sion đều số lượng ma tố rất lớn, nhưng lại chẳng là gì nếu so sánh với Fen. Sự tồn tại của hắn khiến cô liên tưởng đến những kẻ tối thượng như Long Chủng. Nó đồng nghĩa Sion không thể kham nổi hắn. Cộng thêm việc Darkrai chưa ra trận nữa thì kèo này căng lắm. Nếu không đánh được thì ta nên rút lui. Lời nói vô tư đó khiến Sion thấy Ultima thật thú vị. Đúng là không đánh được thì nên rút. Ở cái thế giới này, tồn tại kiểu dù thế trận đang như thế nào đi nữa, chỉ cần xuất hiện một con quái vật thì sẽ dễ dàng lộn toàn bộ cái bàn. Fen và Darkrai là một trong số đó. Rimmer-sama không muốn ai phải chết nên rút lui sẽ chẳng sao, cứ để binh đoàn tử linh khổng lồ của Adamant cầm chân cho mọi người là được. Nhưng cái quan trọng là rút lui xong thì sẽ ra sao? Những người dân vô tội sẽ mất đi cuộc sống tự do của mình, và điều này ảnh hưởng đến lý tưởng của Rimru. Thoát đi thì không ổn, nhưng ở lại chiến đấu thì sẽ toang. Sion lắc lắc đầu cố lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, không tồn tại thứ gì gọi là rút lui ở đây cả. Từ đầu cô được cử đến đây để hỗ trợ bảo vệ Rubarius và đã sẵn sàng chiến đấu. Kinh nghiệm sau nhiều lần thoát khỏi tình huống hiểm nguy cũng đầy mình, sợ gì mà không chiến. Chưa kể bên cạnh Sion còn có Ultima, một người cũng không ủng hộ chủ trương rút lui. Ultima, cô thích xử thế nào? Haha, tôi thích tính cách không từ bỏ của cô đấy, Sion. Ngay giữa khung cảnh chiến trường loạn lạc như vậy mà hai cô gái đang ăn nhàn nói cửa như thể bàn tối nay ăn gì. Cuối cùng họ quyết định, Ultima sẽ đối đầu với Fen, Sion xử Darkrai. Trong khi đó phía Rai cũng bắt đầu di chuyển. Anh ta đứng trước mặt một tên cự nhân hung hãn với bốn cánh tay. Theo lời ba đứa con của Darkrai thì đây là Basara, chú của họ, kẻ dẫn đầu ngũ đại chiến tướng. Theo sau Rai là huyết hồng kỵ sĩ đoàn và thất đại quý tộc. Lực lượng của hai bên lao vào nhau khiến chiến trường trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Lúc này một trận bão cát mù mịt như tô điểm thêm phần hoang tàn. Ở trung tâm của bão cát là Fen đang nhảy múa với sợi xích trên tay. Hắn nhiệt tình vung và các tử linh kỵ sĩ khổng lồ cũng nhiệt tình tan vỡ. Rồi đôi mắt của Fen như thể đó hoe nhìn xuyên qua màn cát, ghim chặt vào người Adamant. Bốn con mắt nhìn nhau, Adamant bình tĩnh đứng trên lưng Wendy quan sát hành động của Fen. Muốn kết thúc mọi thứ thì cứ tiêu diệt tên đầu sỏ. Rồi Fen chạy xuyên qua làn cát với tốc độ khủng khiếp.
sau đó phi lên không trung để tiếp cận Adamant. Tất nhiên, Adamant nhanh chóng phản ứng, nhưng Fenn đang lao đi với tốc độ không thể tưởng tượng được, sợi xích như thể có chiều dài vô hạn, vượt qua cả không gian mà trói chặt Gwenty. Đúng vậy, nó vốn là sợi xích cấp thần thoại phong ấn được cả những vị thần, thế nên Gwenty không thể nào thoát ra được. Sau đó thì cô bị đập một phát cực mạnh xuống đất, cô gần như mất đi khả năng chiến đấu. Adamant muốn nhân cơ hội tẩu thoát, nhưng Fenn không để chuyện đó xảy ra. Lũ cản đường, chết đi! Hắn hét lên rồi quật nát những kẻ được Adamant phái đi cản trở. Trước đó, Adamant cũng thi triển rất nhiều kết giới bảo vệ bản thân, nhưng sợi xích đã nhẹ nhàng phá vỡ nó. Và thế là Adamant bị đập một phát mạnh xuống đất, lăn quay ra bất tỉnh. Đứng trước bạo lực tuyệt đối thì những người yếu hơn sẽ bị tước đoạt cả ý chí sinh tồn. Tình trạng của Adamant lúc này chính là như vậy. Kiểu, ông ta biết mình có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào vậy. Toàn bộ chiến trường lập tức chìm trong im lặng. Ai cũng hiểu Fenn chính là kẻ đang làm chủ mọi thứ. Trong khi đó, Ultima cũng đang di chuyển. Trước khi trận chiến này bắt đầu thì cô ấy đã gặp riêng Luminous. Vì hiểu rất rõ về Dark Reel nên Luminous thừa hiểu cái cảnh bạo lực thuần túy sẽ xuất hiện. Từ đó cô vạch ra rất nhiều chiến lược đối phó. Trong đó có một cái được gọi là kế hoạch bảo mật tuyệt đối. Ultima đã nắm được nó, vậy nên giờ cô đang phi như bay đến trước mặt Fenn. Phong thái của Ultima hoàn toàn thảnh thơi như thể đi dạo vậy. Sau đó thì cô tung ra một đòn tấn công để bảo vệ Adamant. Ultima hiểu Adamant không yếu, chỉ vì Fenn quá áp đảo mà thôi. Rồi cô ấy nhìn Fenn với nụ cười chế giễu, muốn làm hư đầu của ta đâu có dễ. Trong mắt Fenn thì rõ ràng Adamant chỉ là phừng rắc rưởi cản đường. Ultima không thích kiểu suy nghĩ đó. Đúng là đối với những kẻ mạnh thì kẻ yếu chẳng khác gì đồ chơi. Một ác ma vương như Ultima không đủ tư cách để chế bài Fenn. Đáng tiếc là trong trận này Ultima lại đứng ở phe của kẻ yếu hơn. Ok, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Ultima cũng là kiểu người cứng đầu. Cô rất thích các trò chơi và thường chơi đến cùng vì tin rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ chiến thắng. Một suy nghĩ rất tích cực, nhưng phạm trù giữa tích cực và ảo tưởng sức mạnh thường rất mong manh. Để ta giới thiệu tên trước cái đã nha, ta là Tàn Ngược Vương Ultima, còn ngươi tên khốn, một con nhóc trơ trẽn, ông mày là Fenn, đằng nào mày cũng chết thì biết tên làm gì. Nói rồi Fenn bắt đầu vung sợi xích đi. Trong khi đó Sion vẫn đang ở trên tường thành quan sát Dark Reel, cô ấy hiểu giờ có làm kiểu gì cũng thua nhỉ, chắc là vậy thôi. Nhưng cô vẫn hy vọng vào thứ được gọi là kế hoạch bí mật của Luminous, nó như một phép màu, mà Sion, một người được hồi sinh nhờ phép màu lại rất ít khi tin vào phép màu. Ba thanh niên còn Dark Reel thì đang không ngừng bình phẩm về Fenn. Kiểu chú không tin ông chú của mình lại quái vật đến vậy. Chú Grasswood tốt bao nhiêu thì chú Fenn xấu xa bấy nhiêu. Phong ấn loại người như thế quá là hợp lý rồi. Ban đầu ba thanh niên còn hào hùng đòi đánh cha đánh chú, nhưng giờ thì đang rén thấy mợ luôn rồi. Đó là điều đương nhiên thôi, ngay cả Sion cũng phải nổi da gà khi thấy Fenn cơ mà. Hừm, trước mặt ta mà cũng dám đứng trên cao ngắm cảnh sao? Xem ra các ngươi đang sảnh nhỉ? Đó là một giọng nói ồm ồm trầm trầm vang lên từ phía sau. Sion quay lại thì thấy kẻ đang đứng đó chính là Dark Reel. Từ lúc nào mà ông ta đã xuất hiện ở đây rồi? Và video hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau của Anime Wiki.